Có những con người, người ta tạo nghiệp ghê lắm. Như bữa đó coi một cái công đoạn nó quay lại, mà ở Campuchia cái thằng này nó ăn mà nguyên một cái nhau con bò sống, mà trong đó có một con bò con nằm trong đó luôn. Nó để sống nguyên vậy đó, rồi nó nặng chanh muối lên nó cắt nó ăn. Con người ta với gì đúng là ghê hay vậy, tạo nghiệp ghê quá không? Ăn uống gì đâu, nó lấy cái miệng nó cắn cái miệng con bò con ăn, ăn sống vậy đó. Nó lạ kỳ không? Nên mình bởi vì quý vị thấy mình nghe Phật pháp, mình biết ăn chay cỡ nào cũng có được sạch sẽ, ăn ngon lành, rau xanh đủ không? Nên những đức nhìn mấy quý vị ai cũng xanh tươi. Nên mấy cô đi đến chùa mình tu giết chồng cho đi, biết sao? Nhìn mấy bà xanh tươi. Chứ mấy bà đi về đây tu giết mà héo hon, đố nó cho đi, mà đi đâu đập gãy chân, tu giết mà xấu hơn cái gì. Hiểu không? Nhờ tu vô đây, đi đến đây tu giết mà xanh tươi, mặt mày mặt hoa da phách đẹp, chồng nó cho đi. Hiểu chưa? Về nói chuyện dễ thương nữa, nó cho đi. Còn đi đến đây mà nghe pháp xong mà về mà nói chuyện mà hỗn ẩu, chữ thời sùm, mày mà đi tu nữa tao giết mày. Hiểu chưa? Mình đi tu sao mà càng tu nó càng dễ thương. Nên tôi nói với mấy chị á, mấy chị tu giết thì sao mà mấy chị dễ thương á, hiểu không? Mấy chị đừng có buồn trách nhé, chí thấy nó mệt. Nhà mình quét chưa sạch mà đi quét nhà người làm chi? Hiểu không? Chúng ta là mỗi người là một căn nhà, mỗi người mình nhắc lên không phải là nhà mình sạch đâu, mà chúng ta nhắc lên để mà mọi mình cùng quét nhau. Nếu nhà nào mà cũng quét sạch thì thành cái thành phố sạch đẹp. Hiểu chưa? Nếu mà nhà nào cũng ở dơ thì thành thành phố buồn. Chứ sao? Nên từ nơi đó mà lo coi cái nhà mình mà quét đi. Xem nhà mình mà quét. Nên mấy chị đến đây học tập hoài đó, mà mấy chị còn liện rác tứ tung lang tang thì gán chịu. Lo mà quét đi. Mình đi đến chùa, mình thấy cái này thấy cái kia, mình kinh nghiệm, để mà mình lấy rác trong cơ thể mình ra. Cái rác gì mà không biết sắc? Cái rác ích kỷ, cái rác phiền não, cái rác đố kỵ, cái rác không vừa lòng không vừa ý, lấy ra. Cái lụm bỏ vô không mà, tôi đâu có kêu bỏ vô, kêu lụm rác ra, bỏ kim cương hột sòn vô. Hiểu không? Nó nói phải hay ho gì. Xin thưa quý vị, nếu từ khi đi tu tới giờ lụm rác nhiều trong người mình ra lắm, nên càng ngày tu càng kết quả, càng ngày càng vui. Vì thấy lúc nào người ta cũng vui không? Người ta vui, người ta làm được bao nhiêu chuyện. Lây quay tới lễ Viếng Quan Âm nữa, bữa nay 28 rồi, khoảng 18 ngày nữa tới rồi đó nghe. 17 là tổ chức rồi, phải quyết tâm dọn hết nhà cửa cho gọn ghẽ đi. Sáng 17 là có mặt 4 ngày hoành tráng, quanh quanh liệt liệt. Những đức lại Quan Âm mà đổi giọng đồ này kia cũng bị người ta nói, mà giúp mình. Và thượng kêu từ hôm nay ông lại chứ một giọng. Nó được, kỳ này con lại một giọng cho thấy. Rồi mấy bà chuẩn bị chân cẳng đi, lại một giọng. Sao cũng được hết chứ, hiểu chưa? Mình sống sao được chứ á. Thấy tự tại không? Đặc biệt ghê. Người sống trong cuộc đời này, cái khôn nhất của mình, mình đụng chạm với ai, mình xin lỗi người ta một tiếng đi,
Cái cô kia nói: dạ con xin lỗi rồi thầy, mà nó không buông xuống. Nhưng Đức nói: tôi khuyên bà buông xuống, chứ tôi không có khuyên nó buông xuống. Hiểu không? Cái quan trọng á, bà đeo trên mình cục đá, thì tôi gặp bà tôi kêu bà buông cục đá xuống đi thì bà nhẹ, còn nó lụm đá lên thì nó gắng chịu. Con người có quyền quyết định mà, ai cũng có quyền quyết định chứ, hiểu không? Nó giống như câu chuyện của ngài Hư Văn khi ngài đi lại Ngũ Đài Sơn. Trên đoạn đường đi lại thì cũng có một số người đi theo lại chung. Thì 6 người xuất gia đi đến con suối. Lúc đó là sao cô gái thì thể hiện chắc Quan Âm thì hiện mà. Khảo đảo cô năm thầy lại núi này sao? Đi đường xa xa xôi. Bây giờ gặp một bông hồng rồi tâm như thế nào? Đúng không? Đó. Rồi xong lỡ nhờ cái thầy, trời ơi con suối nước cháy, quá trời cháy. Con là nữ nhi yếu đuối, đi ngang con suối này sợ chứ nước cháy trôi đi. Nhờ quý thầy đưa con qua bên kia giùm, nhà mẹ đang bệnh hoạn. Đúng không? 4-5 ông nào cũng giớ lực trong nhà Phật dạy, nam nữ thọ thọ bất thắng. Đừng nên đứng gần, đứng gần có chừng lựu đạn nổ. 4-5 ông đều từ chối hết. Tới ngày Hư Văn, ngày Hư Văn nói được, lên dây ta cổng qua chưa. Ngày Hư Văn ngày đang cổng cô gái qua con suối, phía sau 4-5 ông không cổng mà tức, cứ chăm chích hoài. Trời ơi, thấy ngày Hư Văn là một người có đạo đức. Ngày Hư Văn có đạo đức, bây giờ không ngờ như vậy, không ngờ như vậy, cứ tức. Rồi xong đi tới chỗ ngày Hư Văn, ngày để cô gái đi đâu đi. Rồi tiếp tục ngày lại nữa. Còn 5 ông kia không lại mà đi vòng vòng lẩm nhẩm tức. Cuối cùng là tôi hỏi ngài Hư Văn cái chuyện này mới được. Tại sao ngài là người tu mà ngài cổng cô gái qua suối là sao? Ngài Hư Văn ngài hỏi: ủa cổng cái gì? Cổng cô gái chứ cổng cái gì? Ủa tôi cổng cô gái qua suối, xong tôi để cô gái xuống cho cô gái đi về, tại sao thầy cổng lên chi vậy? Có những việc bản thân của mình giống như mình làm đúng lắm vậy, nhưng mình lại bám víu dính cứ ngắt. Có những cái như người ta dính vậy nhưng mà người ta lại buông ra. Trong cái cuộc đời này tu hành chúng ta cũng không biết làm sao quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta chỉ cần nhìn nhận sự việc thôi. Nên có những việc mình buông xuống được thì mình nhẹ, còn người ta muốn gánh lên chuyện của người ta nặng gánh chịu. Buồn giận nhau, ai buồn nhiều thì khổ nhiều, ai buồn ít thì khổ ít, ai không buồn thì khỏe. Hiểu chưa? Bạn bè chơi chung cũng vậy thôi. Mình làm sao mà mình hết lương tâm mình thôi, chứ mình bắt buộc nó phải giống mình sao được. Bây giờ hai người buồn giận nhau, tôi đã xin lỗi rồi, cô phải hòa nghe không? Bắt tay xong rồi không hòa. Tôi hòa với cô phải hòa với tôi. Đừng có tầm bậy, bạn hãy hòa đi. Còn người ta có hòa không hòa chuyện của người ta. Người đi trước kẻ đi sau. Bữa nay người ta hòa trước, người kia chưa buông, mai mốt người kia mới buông. Tôi buông chậm vì tôi thương nhiều. Thường là người thương nhiều là người dặn dai. Quý vị biết không? Quý vị để ý cái người nào mà thương mình quá nhiều khi họ dặn mình, họ dặn dai hơn cái người thương ít. Nên tôi thương quý vị ít nên tôi buông mau lắm. Thấy chưa? Thương chung chung thôi, thương chi mà thương quá đáng. Thương quá đáng là nó có cái khổ của cái tình thương. Thương vừa vừa mà nó tồn tại. Cái tình thương á, cái gì nó đừng có dồn cái ban đầu dữ quá. Nó dồn cái ban đầu dữ quá, về sau không còn tình thương đâu để thương. Thà mình thương rô đai mà nó lai rai vẫn có tình thương. Hiểu không?
còn hơn mình thương dồn dập. Mình thương dồn dập và cuối cùng tình thương đâu mà thương. Nên có cô có nói: dạ thưa thầy, con thấy tình đời bạc bẽo lắm thầy á. Con với ảnh quen với nhau 10 năm trời, bao nhiêu là mặn nồng, bao nhiêu là hứa hẹn, vì mà anh cứ con sống 2 năm chia tay. Như Đức nói 10 năm đủ rồi bà. Tôi hỏi bà 10 năm bà đã trao nhau hết trơn rồi còn cái gì? Bà nói không còn cái gì để lại hết. Bà 10 năm bà trao hết trơn rồi, tóc tai áo quần gì bà trao sạch nhất. Thì bây giờ 10 năm đó dữ dằn quá rồi. Tôi hỏi bà 2 năm rô đai này đó là giống như gượng gạo mà sống. Vì 10 năm hứa hẹn bắt buộc 2 năm phải cưới nhau. Chứ thật sự thì cái bữa đám cưới cũng không muốn cưới làm gì nữa đâu. Người xưa người tại sao người ta cưới nhau là cả đời hạnh phúc? Vì người ta bòi cái gốc không biết nhau, nhưng người ta vì tìm hiểu nhau, người ta nắm từ cái bàn tay ta thấy ta hạnh phúc chết. Hiểu chưa? Mấy ông công nhận không? Ông nào mà lớn ngày xưa và già biết liền. Mình mà thương ai mà trời ơi mình cưới vợ gì, mình nắm tay vợ mình cái là tội gì đi làm không thấy mệt. Đúng không? Vì mà vợ mà cho hôn một cái thôi tội có bao nhiêu sự mệt nhọc và tan biến. Tại vì sao mình có được như vậy đâu nữa mới thấy nó cần thiết. Mấy ông nghe nó đời này dạng ghê rồi. Dạng quá đúng tình đúng lý, ghê quá. Nên tôi nói với mấy cô trẻ trẻ bây giờ mình khờ quá. Vừa quen nhau là tự nhiên mình sưởi ấm cho nhau sớm quá. Thì đó nên nó không có được cái hậu gì sao đẹp. Còn ngày xưa người ta chỉ lo cho cha mẹ người ta, người ta hiếu kính cha mẹ người ta, người ta đi đâu người ta đàng hoàng, người ta không có tào lao bắt xế, ghé đông ghé tây quẹo đường hẹp. Từ nơi đó mà khi người ta có duyên, có đôi, có nợ, ta gặp nhau là người ta bòi gốc liền. Nên cả đời người ta mới hạnh phúc. Còn bây giờ bà vớt 10 năm chờ, nó chia chăn bẻ gối sạch nhách hết rồi. Cuối cùng 2 năm cưới nhau chia tay luôn. Còn gì nữa? Mình nói tình chỉ đẹp khi tình gian dở, đời hết vui khi đã lỡ cấu thể. Nên nó gian gian với vợ nó thương ghê lắm. Bây giờ con người bây giờ cái người thời đại nó ngộ, nó không cứ để gian gian giữ dở chơi vậy đó. Lạ kỳ không? Thấy không? Khi vẹn câu thề rồi là tự nhiên hết thương. Nó nghĩ là của nhau. Nên con người ngày xưa người ta gầy dựng cái đạo đức. Người ta khi đến với nhau người ta càng hạnh phúc nữa. Tại vì người ta nghĩ là một thể, phải lo cho nhau, phải hết lòng với nhau. Người ta đã buông hết tất cả, người ta theo mình phải hết lòng với người ta. Nghĩ vậy thì đặc biệt quá. Còn bây giờ thì ta nghĩ nó bỏ hết tất cả, bây giờ mình bỏ đại bỏ càng, bây giờ nó cũng theo mình. Nghĩ vậy nên mình mắc. Nên con người mình đừng có bao giờ cái gì mà mình nghĩ rằng người ta đã đến với mình là người ta không còn cửa. Mình nghĩ như vậy có chừng mình mắc đó nghe, chứ không phải giỡn đâu. Nên mình phải trân quý cái tâm người ta dành cho mình. Khi người ta đến với mình quá nhiệt tình, người ta buông hết tất cả, ta đến với mình phải nhiệt tình với người ta. Như người vô chùa mình ở tu, những đức nhiệt tình cực lực hết mình lo cho họ, nên họ mới hết lòng nhiệt tình với mình. Nên nếu như những đức nghĩ họ không đi về nhà, những đức đối xử với họ tệ bạc, một ngày nào nó quay mặt lại một cái là mình chạy mắt dép. Bây giờ 60-70 cô mà nó chỉ cần nghiên lại những đức cái thầy muốn cái gì. Mô Phật. Mô gì đâu bố trời. Tôi đâu hà. Tại vì 70-80 đứa, mỗi đứa nó chỉ cần ngắt một miếng thịt mà. Thì mấy bà nhìn thầy Đức ngày đó không còn là thầy Đức mà thành thầy Lát. Nó ngắt từng lát thịt ra hết rồi, còn thịt thà đâu. Nên không còn thầy Đức mà kêu thầy Lát. Hiểu chưa? Nên những Đức nói rằng mình phải đến với người ta làm sao kìa, nhiệt tình kìa. Mình mới gọi là sắp xếp, mình nói người ta, mình gậy người ta được. Chứ mình không có tình có nghĩa gì với người ta, mình không nhiệt tình với người ta, la người ta đi, cự người ta đi rồi biết. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Mình ở nhà mà chồng, mình làm chồng người ta mà mình la, vợ nó còn cự lại kìa.
Nó có cự mà. Là nó quá đáng nó cự lại đó, đừng nói chuyện giỡn chơi với nó. Cái gì nó cũng vừa phải thôi. Nên mình phải hiểu cái thời cuộc. Nên mỗi một con người mình nghe đạo gì nó quan trọng lắm. Có cô kia cũng muốn đi tu, mà cô cũng có cái học bị. Bây giờ con thì muốn đi tu, nhưng mà nghĩ lại mười mấy năm chờ đi học, nhiều tiền bạc quá, bây giờ chưa làm ra tiền bạc gì hết mà đi tu thấy uổng. Đi tu mà còn nghĩ lạ kỳ, ngộ ghê. Vậy thì thấy Tự Tất Đạt Đa, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, tương lai làm vua mà tại sao người ta buông hết trơn. Cái người đã giác ngộ rồi thì mới nhìn được khỏi đời vô thường. Còn cái người chưa giác ngộ thì tự nhiên mình nhìn cái cõi đời này mình còn lương ương. Lương ương á. Nên khi mình đã có cái tâm tu hành là mình phải nhìn nhận cho sâu sắc. Để quyết định đi tu là phải rèn mình. Người ta làm được là mình làm được, đúng không? Mấy cô tu được thì mình tu được, mấy cô tu được thì mình tu được, có gì đâu khó. Có nhiều người ta nói tu khó lắm, những đức thấy không có gì đâu khó, gì đâu khó. Tôi ngày xưa ngoài đời thanh niên cũng ăn chơi trên thành phố, tôi đi vô trong chùa tôi tu, tôi làm một phát, tới bây giờ mười mấy năm trong chùa luôn. Giết bây giờ tôi bye bye quán cà phê luôn, ghê không? Phê quán nhậu bỏ sạch luôn, thuốc men gì cà phê gì cũng không uống luôn, nước ngọt không uống luôn nữa, đừng uống cà phê. Mười mấy năm nay lên hai mấy ký, ốm đâu. Tu càng coi được chứ có xấu đâu sợ, đúng không? Mà còn giảng pháp mấy bà nghe ngon lành mà. Nên Phật tử mà nói mà mấy cô cúng dường, mấy cô cho những đứa cơm ăn áo bặn, mấy cô nói xứng đáng, đúng không? Gầy dựng bao nhiêu năm nay có được ông thầy cũng giảng pháp cho mình nghe, cởi mở bao nhiêu tâm tư cho mình, nuôi đúng nơi đúng chỗ, đúng không? Đó. Có ngôi chùa họ thấy chùa mình nuôi nhiều người già, khi người ta cúng dường cho họ ăn đủ còn nhiều đem lại chùa mình hết trơn, mà toàn là đồ ngon không. Cái người trong chùa nói một câu gì nè: dạ thưa thầy, chùa con ngày xưa cúng có nhiều, mà từ khi thầy con thấy thầy nuôi người già, thầy con quý kính thầy, chùa niệm Phật theo luôn. Tất cả đồ người ta cúng dường để đủ chùa ăn, có mấy người ăn đủ thôi, còn nhiều đem chùa đại chùa thầy cúng hết luôn, cúng hết luôn. Mà thầy biết rằng đó, hồi đó người ta cúng một phần, bây giờ người ta cúng 10 phần, bây giờ người ta cúng lên khoảng 20 phần luôn, càng ngày nó càng tăng lên. Thấy chưa? Bà nói càng cúng chùa mình càng phát. Thì biết rằng chùa mà cúng là ta niệm Phật ta ăn không. Mấy người niệm Phật là công đức lớn lắm. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Cái người đã phước báo lớn mà niệm Phật. Vì nhớ nè, quý vị vừa niệm Phật, Phật nghe. Quý vị vừa lại Phật, Phật thấy. Quý vị vừa nghĩ đến Phật, Phật đến gần. Vậy bị hỏi lại con niệm Phật giỡn, Phật có nghe không? Sao không nghe? Thí dụ như bây giờ quý vị gặp Nhân Đức, quý vị kêu: thầy thích Nhân Đức ơi, nhiều cung kính đúng không? Còn cái bà kia bà kêu: thầy thích Nhân Đức. Chị nghe sao không nghe? Ai kêu mà không nghe? Kêu cung kính thì cũng nghe, kêu giỡn thì cũng nghe, nghe hết trơn. Nhưng mà cái tâm phàm phu mình, người ta cung kính thì mình phái, còn người ta thiếu cung kính thì mình không được thích gì mấy. Nhưng Phật thì không có cái tâm đó. Cái tâm bạn cung kính bao nhiêu thì bạn được lợi ích bao nhiêu, bạn thiếu cung kính thì bạn lợi ích ít. Phật đều nghe, Phật đều thương bạn. Bạn chỉ cần gọi đến A-di-đà Phật là Phật nghe.
Bạn chỉ cần lễ Phật thì Phật thấy. Bạn nhớ Phật thì Phật đến gần. Phật là thị hiện đến gần, đó là theo cái nguyện. Nên bạn nhớ Phật bằng cái tâm nhiệt tình thì bạn thấy Phật gần, Phật rõ ràng, xác thực. Bạn lúc nào cũng cảm thấy bình an là gần Phật chứ gì. Bạn làm bao nhiêu việc mà bạn thấy bình an, bạn thấy bạn vui sướng, bạn thấy bạn hạnh phúc, cái điều đó là điều gì? Là chữ giác trong nhà Phật, là Phật gần bạn cái gì. Giờ bạn muốn lúc nào Phật, bạn cũng thấy Phật đến gần bạn, vậy thì nói chi nữa bây giờ. Cái điều này bạn thấy người ta không thấy, mà để cho bạn thấy là nhiều chuyện xảy ra hả? Vì bạn thấy người ta không thấy, người ta sẽ nói bạn mê tín, bạn điên. Nên Phật không có cho bạn thấy, mà Phật gần bạn, gia trì cho bạn bình an. Nó không có mê tín, hiểu chưa? Phải chi ai cũng như vậy, vậy thì ai cũng thấy Phật hết rồi. Phật thì hiện cho thấy hết trơn. Nhưng mà người này người kia người nọ cho bạn thấy Phật, đặng bạn nói lên, đặng người ta không thấy người ta phỉ báng hả? Nên Phật trí tuệ, Phật đâu có cho thấy kiểu đó. Phật gia trì cho mình, mà bạn tin 100% đi. Bạn niệm Phật thì Phật nghe, mà bạn lễ Phật thì Phật thấy, bạn nhớ Phật thì Phật đến gần. Vậy thôi à. Thấy vui không? Để thích không? Nghe gì cái là mình ngồi dưới Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Phật nghe. Chúc mình lễ Phật, Phật thấy. Nên mấy đứa con nít này mà ngồi mà niệm Phật gì là Phật nghe, Phật khen các con. Phật khen con nít mà biết niệm Phật. Hiểu chưa? Nên các con càng ngày càng lớn lên đẹp, có duyên, hiền, dễ thương, có phước. Hiểu không? Thì các con niệm Phật, con nít mà niệm Phật là Phật càng thương. Mình mà gặp con nít thì Phật mình còn thương nè. Không chi là Phật. Người ta, người lớn ta gặp nít niệm Phật là ta thương. Gặp con nít mà ngồi nghe Pháp đàng hoàng gì là ta thương, ta quý, ta khen đứa đó nhiều thiện căn. Nhưng mà không phải nó khen vậy mà thành kiêu ngạo. Ta đây không phải, mà khen mình phải xem lại mình nữa kìa. Coi cho mình ngồi có nghiêm túc chưa, đàng hoàng chưa, làm mình tốt hơn nữa. Hiểu không? Đó. Chứ không phải khen vậy để kiêu ngạo đâu. Ta đây được khoe với các bạn được. Thầy khen tao á, mày đụng cho tao rồi mày biết. Mày là đụng với tao đi rồi tao mét thầy, thầy xử mày luôn á cho mày biết. Con thua luôn, con hiểu không? Ví dụ như mình lớn nhỏ mà đi về chùa, thầy ông quý ông thương mình, không phải là để mình hăm dọa người khác. Mà quý thương mình là mình xem lại mình, xem lại mình coi có xứng đáng được như vậy hay không. Mình phải cố gắng hơn nữa mới đúng. Người vậy thì cái đức hạnh của mình nó càng ngày càng lớn lên, chứ không phải ỷ lại đâu. Không phải được người ta thương yêu mà ỷ đâu. Ỷ mai mốt nó hết thương, quay là nó ghét mình luôn. Nên pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Cách nay 2 ngày bà cô lại có nói một câu nghe kinh khủng. Con bé 15 tuổi, bé gái, nó biết niệm Phật. Mà chắc bé này nghiệp chướng nặng nề, nhiều đời nhiều kiếp sao. Nghiệp nặng báo nhẹ. Nó chạy chiếc xe đạp đi học, chiếc xe 15 tấn, chạy một cái vô ngang cán chiếc xe đạp. Con nhỏ bé dính vô bánh xe, quay mấy quận trong bánh xe. Bà nói rõ ràng, tự nhiên ta nói rồi, trời con nhỏ này chắc không còn miếng thịt luôn, còn cái gì nữa. Xe 15 tấn mà cán lên nó quay vòng vòng trong bánh xe, nó còn cái gì nữa. Vậy mà xe thắng cái két lên, cái nó ló đầu ra ghê trời ơi, nghe mà hết hồn luôn. Nó ló đầu ra, nó mô vọt kinh khủng không. Tài xế là nó, dạ chú ơi đau quá chú ơi, quất cái đùi của nó, quất một miếng thịt đùi bự và bá văng ra, bị tin kinh khủng mà không gãy xương. Thôi cái này mà kinh, nó gãy xương là tiêu rồi, mà nó dứt một miếng thịt đùi, quất miếng thịt đùi tuột ra luôn. Nó nói Ai Di Đà Phật đau quá chú, Ai Di Đà Phật đau quá, nói vậy đó. Xong đem ra, tưởng nó là tiêu nhỏ, đùi chân là tiêu còn sống, nhưng mà chắc là cái đùi banh chành rồi.
quất mù thịt đùi còn xương không gãy. Bà nói rõ ràng luôn, 100% luôn. Tối hôm nay nó tới lớp đạo làm con, chứ coi nhỏ nào mà dữ dằn. Lấy mình kêu dạch đùi cho mình coi. Con làm sao biết không? Cắt thịt đùi bên đây, đắp qua đùi bên đây, bên này trở lại bình thường luôn. Bà nói rõ ràng vậy mà. Nói mỗi ngày nghe pháp thầy niệm Phật, bây giờ nó càng niệm Phật thêm. Chứ con thấy không? Nghiệp nặng báo nhẹ. Con nít như vậy mà niệm Phật là sau này thông minh học giỏi thành đạt. Chắc chắn mấy đứa con nít mà niệm Phật là thông minh dữ lắm. Có duyên. Dù bây giờ nó học dở đi chăng nữa mà nó là sự nghiệp tương lai lớn lắm. Tại vì cái đứa niệm Phật phước duyên nó lớn quá nên người ta gặp người ta tin tưởng. Nó niệm Phật mà nó sẽ hiếu kính cha mẹ. Nó nói chuyện thật thà, nó không tham lam của cải ai, nó lễ kính. Từ nơi ba cái gốc đó mà nó làm được là sao để thành đạt. Con nít mà nó mà làm được cái chỗ, nó thật, chết bỏ nó thật. Nghèo đói bây giờ đi chăng nữa không la tham lam của người ta, nghèo cho sạch rách cho thơm, lễ phép, lễ kính. Ba cái gốc này mà bồi đi sau này thành đạt là chắc chắn. Dù học dở cũng thành đạt. Đi đâu cũng được ta tiếp nhận chứ á. Ba cái nền này mà không lót, các con có học giỏi các con cũng không thành đạt. Có thành đạt cũng là cái phước trong mạng còn thừa, nhưng mà mau mắt lắm. Ba cái gốc đó bồi đi, chính nhận đức năm 29 tuổi bồi ba cái gốc đó đó. Lặp lại luôn, bồi ba gốc đó năm 29 tuổi bồi lại. 2-3 năm thôi thay đổi số mệnh. 29 tuổi mới bồi đó. Tôi thấy là cái tôi này nặng nề này, tham là còn hơn cái gì. Nói lời giả dối, cháo chở ghê lắm. Xạo sự cháo chở kinh khủng lắm. Còn tham, gặp ai gớt của lụm lấy liền, bỏ túi. Ghê lắm, thấy không? Không biết lễ phép lễ kính cái gì chứ, xạo không à, thấy không? 11 năm cho thành phố không có một cắt. Kể câu chuyện gì quê hoài mà. Có gì đâu, không có gì chứ á. Vậy mà đi niệm Phật thôi đó, điều chỉnh lại. Bây giờ tôi nói 100% tôi giờ đỡ tham. Đỡ tham tối đa luôn. Bây giờ là nghĩ có tiền làm việc chúng sanh không à. Không có nặng nề tiền bạc nữa. Rồi nói chuyện là nhiệt tình vì người ta, hết lòng hết dạ. Rồi tâm lễ phép lễ kính là nó mới hồi phục lại. Cái đó nó cái ngã con người nó khó làm chỗ đó. Không giỡn đâu quý vị. Vậy mà nó chuyển số mệnh liền, chuyển liền, thấy chưa? Nên mình mà thấy đời này ai giàu là mình biết người ta bố thí cúng dường rồi. Còn đời này sao mà mình nghèo, nghèo mạt riệp, làm hoài không dư, tiền đến tay là có bệnh, có không? Vừa có tiền là bệnh đến liền vậy đó. Giống như tiền đến cửa trước, lọt cửa sau. Không bao giờ cầm được tiền là biết trong mạng không có tiền. Trong mạng không có tiền mà cố công đi kiếm tiền, bậy. Trong mạng không có tiền thì đừng có đi kiếm tiền, chứ làm gì, đi tu. Đi tu nó hồi phục lại. Khi mà đã biết cái mệnh của người mình đến lúc xuống rồi, làm ăn không lên được rồi, thì đừng có cố công đi làm, mà ngưng lại liền, đi vô chùa tu. Đi vô chùa nghe pháp, đi tu lại để làm chi? Thời gian nó hồi phục phước lại. Khi phước nó hồi phục lại hả, làm ăn. Khi phước nó hồi phục lại là tự nhiên có người rủ làm ăn à. Là tự nhiên lúc đó làm là thành công. Vì phước nó hồi phục. Con người mình mà khi mà tăng phước bị biết, quý vị biết liền à. Con người bị phơ phớ à. Khi phước tăng là phơ phớ à. Giống như đèn mà đủ dầu, đèn mà đủ điện nó sáng à. Hiểu không? Là phước đủ. Còn khi con người hết phước bị sẽ biết liền. Chính bản thân bị cũng biết nữa. Khi mình hết phước là mình kỳ lắm. Nó cứ là kỳ lắm. Khổ quá. Sắp tới Tết mà không có tiền mua đồ. Khổ quá chắc khổ. Mấy đứa con chuẩn bị đóng tiền học mà không có tiền. Ủa chắc khổ. Đó. Thì hết phước rồi đó. Người mà hết phước là vậy đó. Còn cái người giàu, cực kỳ giàu, vẫn có tâm đó luôn. Quý vị nói họ giàu họ có phước à. Họ có hưởng đâu mà có phước. Nó đâu có hưởng đâu.
Họ giàu mà họ không có hưởng, họ ghen không à. Nhưng mà ai hưởng? Con phá gia chi tử hưởng. Con không? Trời ơi, không thấy hả? Nói bị nghe tự xem lại mình đi, rồi bị sẽ thấy rõ liền gì đâu. Các vị không có xài được, các vị không có phước, không bao giờ bị dám xài cái gì hết trơn. Bố thí cúng dường cũng rung tay, ăn uống cũng không dám, mua đồ cũng không dám, cái gì cũng không dám xài chứ nha. Nhưng mà con xài, mà con xài tầm bậy mới ghi. Nó đi ra đường nó chạy xe cho té gãy tay gãy chân để mình tốn tiền nè. Nó đụng người ta cho mình trả tiền nè. Nó vô tu ngồi để mình lo tiền nè. Nó đi làm tầm bậy tầm bạ để mình trả tiền nè. Mọi cách nó phải làm cho quý vị sạch tiền. Là đó là cái gì? Quý vị có giàu, có tiền, nhưng quý vị không có phước hưởng. Nó nhìn nhận đi. Trời ơi, khi con người mà có phước nhìn biết liền à. Nó phơ phớ à. Nó rộng rãi, nó phơ phớ vậy đó. Là người này phước đang thịnh. Nó rộng rãi lắm, là phước đang thịnh. Còn con người mà khi phước suy là nó xuống liền vậy đó. Đi đâu gì đi là cứ cái mặt cứ gì nè. Mặt gì sao được dễ thương đâu. Không lẽ bây giờ quý vị đi đến đây mà nghe những Đức giảng mà cái mặt như Đức dù xấu xấu nhưng mà bước ra cũng vui vẻ thì mới thích. Đúng không? Vui vẻ mới thích. Nãy giờ tiếng mấy đồng hồ mà vẫn thích. Là do gì? Nó vui, nó hấp dẫn. Là có phước nó mới hấp dẫn. Còn gặp mà nãy giờ bước ra mà nói chuyện gì kỳ cục gần chết. Nói vì cố gắng niệm Phật anh nha. Hồi đầu nghe thầy giảng kỳ cục quá trời. Giảng kỳ cục cái chuyện tiếng kỳ quá. Mệt quá rồi đi nghe lần mai mốt nghỉ nghe. Này nó giảng kỳ quá trời kỳ. Tiếng gì kỳ hơn gì nữa. Giảng gì không nhắn mạnh chứ ngủ bằng chết. Nói gì đâu ông thầy kêu niệm Phật mà kêu nó mệt mỏi vậy. Cố gắng niệm Phật anh nha. Rồi giảng chú cái mặt gì nè. Ồ kiểu này thôi lần đến đi mất tiêu. Đố mà đến đây nghe nữa. Nhưng mà nó phải hừng hực cái tâm làm sao. Nó có sự thu hút. Thấy chưa? Nên từ đó đó mà từng nào cũng đến nghe. Mỗi lần nghe là nó nhẹ cái tâm. Mỗi lần nghe là cái tâm nó nhẹ dữ lắm. Mà nó về nhà vài ba ngày nó nặng lại. Nó ngộ có cái bà kia bà nói. Bởi vì cô nói với thầy. Mà mỗi lần con lỡ con nghe thầy giảng cái là xong con nhẹ dữ lắm. Mà con về nhà hai ba ngày con gặp chồng con là con nặng nề. Nhân Đức nói bà phải luyện làm sao. Mà bà phải tự tích tụ năng lượng. Bằng cách nào? Bằng cách là bà thường nhớ Phật. Bà biết rằng là danh hiệu Phật là thiện nhất. Mà bà niệm Phật bà phải có một cái góc độ tư duy. Tư duy cái gì thầy? Bà niệm Phật bà phải biết được cái thiện cái ác. Bà niệm Phật bà phải biết làm sao. Bà buồn bà dặn đúng hay sai. Cái nguyên lý này bà phải hiểu. Cái giá chót bà phải biết chỗ này nè. Bà niệm Phật mỗi ngày bà buồn dặn người ta. Bà không biết đúng sai hả? Bà không biết đúng sai bà quá mù mờ. Và bà niệm Phật bà phải biết được cái việc là bà buồn người ta. Ai khổ? Mình khổ. Khổ thì bà buông xuống thì bà khôn. Bà không buông xuống thì bà ngu. Vậy thôi. Đơn giản dễ hiểu. Thấy chưa? Nói câu đúng là cái văn tự dễ hiểu ghê. Coi câu kia cô lại gặp như đứa của nó. Dạ thưa thầy, con cứ nghe thầy giảng. Đừng buồn dặn người để trong tâm. Mà xin thưa với thầy, hai năm nay nghe thầy mà chưa làm được một cái chuyện, đó là dặn buồn dặn người để trong tâm. Con vẫn biết điều đó không đúng, nhưng con vẫn phải buồn dặn người ta để trong tâm. Con với nhỏ bạn đi tu chung, hai đứa đi tu chung. Con thấy nó một ngày tu được hai thờ. Nó điện thoại cho con, nó nói tu hai thờ. Rồi nó có chồng, chồng nó thương nó. Mọi việc nó được hơn con. Trong lòng con ghét nó. Tuy con chơi chung với nó mà con cảm thấy ghét, con không vừa bụng, con ganh tị với nó. Những Đức nói cô sắp buông xuống được rồi. Vì sao? Cô nói ra rồi. Nói ra là buông xuống. Anh nói ra được là buông xuống rồi đó.
Cô cố gắng tiếp tục niệm Phật đi, sắp sửa buông xuống rồi. Bữa nào phải chẳng gặp nhỏ kia nói một cái. Còn nếu như buông xuống được rồi khỏi nói luôn, gói gọn lại đừng có nói. Biết đâu nói ra nó sức mẻ tình cảm. Nhưng Đức đi tu mười mấy năm nay không có cái rắc rối gì mà những đứa không sợ được. Cũng cần thiết phải hỏi ai làm gì. Tự nhận thức rằng cần buông thì buông. Còn mình buông rồi ai không buông kệ nó. Phải re. Có gì đâu sợ. Hiểu không? Nên ta càng tu ta càng vui. Càng tu càng vui. Hồi xưa tôi mới vô chùa 5 năm chờ đâu có vui gì đâu. Tôi nói thiệt luôn. Như người ta là bỏ cuộc mắc dép rồi. Phiền não không? Ồ tôi vô chùa mà tôi chữ ác đạn lắm. Tôi quản chúng tôi chữ tá lả âm binh. Sáng nào tôi cũng chữ tùm lum tùm lạ. Nhưng mà cái thờ tôi là cái thờ thịnh. Thì tôi chữ gì tôi chữ tá lả âm binh. Tôi la quá trời la luôn. Mà sao chúng không có đi? Ngộ ghê. Không có đi. 1500 người nó không có đi. Nó không chịu đi mà nó vô thêm luôn. Làm như con người người ta nó phải bị chữ thì sao? Ngộ ghê, mà chữ đúng. Mình la mấy cái chuyện ở trong chùa mà này kia tùm lum la, mình la thá lả cho mình phân tách cho người ta nghe. Xong rồi mình lo cho người ta cuộc sống đàng hoàng, mình lo người ta dữ lắm. Mình làm ngày làm đêm chứ không phải là mình không có làm. Mình làm ngày làm đêm, mình làm quá trời luôn. Rồi tối mình đi niệm Phật mà đi cả đêm mình dẫn chúng. Thầu ô đi bộ niệm Phật mà đi nguyên một đêm, cái bị nghĩ gì sao? Đi nguyên một đêm đi bộ vòng vòng hoài đi, dẫn người ta tu mà. Cũng vì cái ngã. Cái ngã là mình là quản chúng, mình là trưởng nhóm. Bây giờ mình đi không nổi mắt mặt. Cố gắng đi, đi muốn hằng chết luôn cũng đi nữa. Người ta lâu lâu người ta ngồi, cho người ta ngồi, nhưng mà riêng mình nói, trưởng quan á, đi con. Từ 6 giờ sáng đi cho tới 4 giờ sáng. Đi. 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 Tới 2 giờ mấy đi vậy nè. À. Vậy. Giống như bị cùi. Đi. Kinh khủng lắm. Tội tôi rồi ngày xưa tôi dẫn chúng rồi. Tôi nói tôi là lì đòn nhất luôn. Bởi vì tôi lì thì tôi có ngày hôm nay. Tôi nói thiệt. Lì quá lì. Kinh thì quý vị nghĩ đi. Từ 6 giờ chiều đi cho tới 4 giờ sáng. Người ta còn đi vệ sinh đi ngồi. Tôi nói tôi là trưởng ban. Tôi đưa là một tiêu chuẩn tôi không đi tiểu luôn. Ai cũng gặp tôi là nó số 1. Tôi nói mày đưa tao lên chút tao chết bây giờ. Tôi sắp chết rồi đó. Tôi sắp chết thiệt luôn rồi đó. Tại vì đưa anh lên. Cái ngã lớn quá. Cái ngã kinh lắm. Nghĩ mình là trưởng ban mà. Đi muốn ăn chết luôn. Thầy công nhận. Chú là số 1 này tao mà. Chút mày coi tao đau tụng kinh cho mày coi. Xong tiếp tục ra ngoài tụng kinh luôn. Gõ. Nhưng Đức thì ít đọc chữ được nhưng mà có cách nó thuộc. Ngộ ghê, thuộc kinh. Vô gõ. Tụng quá trời tụng. Xong lễ Phật, lễ sanh sao vàng dọn luôn lễ. Âm. Hồi đó cầm micro đâu có thu âm sẵn đâu. Những đức lễ phía trước, mấy bà già phía sau quần áo bay tùm lum. Lễ đầu mình niệm kinh khủng luôn. Tại vì sao? Vì nó cứ nói lương tâm mình. Gác lên. Trời ơi, xong bắt đầu ngồi xuống nói chuyện nửa tiếng. Âm tứ tung. Là tá lả bình như. Sáng nào cũng la chúng, la thấy ghê lắm, giết. La giết hù hốt luôn. Tôi nói thiệt cho mấy người biết, 5 năm chờ tôi đi tu, tôi không thấy an lạc gì luôn. Mà tôi là cái dạng lì đòn, tôi nói bây giờ mà mày trở về đời, mặt mũi nào mà về đời. Bây giờ ở trong chùa có cực gì cực đi chăng nữa thì cũng là quản chúng cũng ngon hơn. Mày về đời mày đi làm công nữa hả? Không có cửa đó đâu con. Chơ luôn. Còn 49kg chơ. Sợ gì? Ốm nhơm ốm nhách da bọc xương tướng nhân đức mà 49kg. Bị ốm cỡ nào chưa? Thấy những mô hình ngày xưa kinh khủng không? Mặt xương không. Da không biết đâu mất tiêu. Xương bọc da. Ốm đến mức như vậy mắt lòi to ra. Thì biết con mắt như đức nó bự sẵn. Miệng thì to. Mũi trâu.
mà không còn thịt, thì con mắt nó lòi ra hai bên cạnh xương này, nó hút vô, mắt bự và bá, như lỗ mũi to ra, miệng à. Trời ơi, ví dụ thì ghê thiệt chứ. Thấy không? Nó ông giảng cái này không dễ đâu nghe quý vị. À, nên tôi nói với tất cả những người mới đi vô chùa tu, đừng có cầu sự an lạc. Giống như 10 năm yêu nhau an lạc mà 2 năm chia tay. Tôi chơi 5 năm phiền não vì người ta luôn, liều mạng luôn, nên tôi mới có ngày hôm nay an lạc. Chưa? Kinh nghiệm nghe. Đừng có nói ngon lành tới vừa tu cái là ngon liền. Bậy. Như bây giờ quý vị đi lại Quan Âm Bồ Tát sắp sửa 2000 lại. Những người mà mới đi lần đầu là sẽ có cảm ứng này nè, phát nguyện đi. Nghe nè. Những người mà mới đi lần đầu mà đi lại Quan Âm Bồ Tát, quỳ trước Quan Âm Bồ Tát phát nguyện, con chuyến này đi lại lần đầu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con có đủ sức khỏe để con lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Và nguyện cũ quyền thất tổ ông bà cha mẹ đều qua gia hộ cho con, và tất cả quán thân trái chủ gia hộ cho con tiến lợi để con lại Quan Âm Bồ Tát để hồi hướng cho quý vị. Có cảm ứng liền. Cảm ứng. Còn những người mà đi lại thường xuyên thì quý vị lo lại đi. À, trong Phật Pháp vậy đó. Đơn giản thôi. Quý thầy tại sao thấy người ta mới đến chùa mà ưu ái cho họ để dẫn họ vào đạo chứ không gì chứ nghe. Tội nghiệp họ. Họ mới. Con bị lâu quá rồi. Chai mặt hết rồi. Lo mà tu đi, cái gì cũng vậy chứ còn gì. U gì nữa. U nặng gì nữa, mệt quá. Lo mà tu, nó mệt ghê. Phật tử thường thành lâu năm lo mà tu đi, đúng không? Vậy mà còn đi trách móc. Trời ơi. Để cho người mới mới người ta được ưu ái để dẫn dắt nó vô đạo. Phật Bồ Tát cũng làm cách đó đó. Thấy mới đến lệ lại Quan Âm tội nghiệp nó cầu lại cảm ứng liền. Đến chi? Nó phai. Kỳ sau nó lỡ lại nữa. Hiểu chưa? Nó phải phát nguyện đi là được liền à. Đó, mới đến lại lần đầu tiên phát nguyện một hai lần là cảm ứng lắm. Đang lại mệt mệt vậy mà Quan Âm ơi gia hộ cho con. Cô lại hết 500 danh hiệu Quan Âm ơi. Là cơn gió phía sau thổi lên cái lại liền. Thẻ re. Chân cẳng vừa đau Quan Âm gia hộ cho con. Chân đau cỡ nào con cũng lại hết 500 danh hiệu Quan Âm ơi gia hộ cho con. Cảm ứng liền. Cảm ứng liền quý vị. Nói vui vui vậy đó. Nhưng mà thiệt đó quý vị, cảm ứng á. Chấm giỡn đâu. Ở nhà mà nghe cái này cũng mắc cười lắm. Mấy cái bà ở nhà đó nghe. Mấy bà này không đi ở nhà mà đang nghe đó. Theo dõi coi, quay xuống coi có mấy gương mặt quen đi không. Ngộ lắm cái hệ. Hệ kỳ lắm. Thương ghét gì không biết. Nhưng mà coi coi bữa nay thứ bảy nó có đi không. Nó kỳ cục ghê vậy đó. Ngộ lắm, người phụ nữ nó lạ lắm. Thương thì nó cũng canh nè. Thương ai cái là đi kiếm. Nay đâu à, mất tiêu à. Nó đâu mất tiêu à. Là kiếm cho bằng được. Thí dụ như bây giờ nghe pháp như Đức quý hoài, cho Đức ngồi ở đâu đi, chỗ nào đi mà đi đâu mà đi ngồi chỗ nào đi là kiếm. Thầy đâu có tiêu ta. À thầy kìa. Hiểu không? Nhưng mà ghét đi. Kiếm kìa. Đâu rồi cái mặt đâu tiêu à. Mặt đờ. Dùng cái thứ cái mặt thấy ghét. Cái ngồi cái trầu có tướng cái trầu. Con ngồi có cái mặt cái trầu trầu trầu. À vô duyên vậy đó. Thương thì cũng đi kiếm mà ghét cũng kiếm nữa. Có cái bà đó, bà chia tay với chồng bà. Bà trời ơi, bà ghét chồng, bà ghét cay, ghét đắng. Mà mỗi lần mà ở đâu mà có ổng ngồi là bà kiếm. Kiếm này đâu mất tiêu sao không thấy. Này nó không có đi. Bữa sau đi kiếm này. Kìa con ngồi kìa. Trầu nghe pháp. Ngồi thấy ghét. Không phải ghét đâu, thương. Người phụ nữ họ nói chuyện ngược lại không à. Tôi nói kỳ cục lắm. Phụ nữ tu thì mình không biết làm sao. Chứ phụ nữ mà không tu là nó nói ngược không à. Mình mấy bà nói thuận đi, đừng nói ngược nghe. Nói gì nói thiệt đi. Nà, người đàn ông tuy thấy vậy chứ sự ta bao dung ta nó lớn lắm. Mấy bà công nhận không? Đàn ông mấy bà phải tin người ta bao dung lớn chứ.
À, nên mấy cô bên cạnh Như Đức cứ dạy hoài, mấy bà mở cái tâm ra. Bà tu mấy bà không mở cái tâm ra có ngày gãy răng á. Viết từ từ dạy viết mở cái tâm ra. Nên quý vị biết dạy viết đi mở cái tâm ra. Những Đức nói ai mà nghe những Đức giảng nghe mà tâm vẫn hẹp hòi là người này là đúng là mình nặng quá. Tại vì mình sống gần một con người tâm lượng mở rộng mà tại sao mình đi hẹp hòi? Từ khi mà mấy cô biết những Đức có bao giờ những Đức khuyên mấy cô dặn ai không? Rồi có kêu mấy cô cái gì không phải với chồng mấy cô không? Nên cái bà kia mà chồng bà không tu luôn mà bà nói gì nè, chồng có nói với con câu gì nè, chỉ đúng nghe pháp thầy Đức thôi, mày mà nghe ai là tôi quýnh gãy chân mày. Kinh khủng không? Không tu luôn, kêu nghe pháp thầy Đức thôi. Phải hiểu sao chứ, người ta tìm hiểu, biết là người ta dạy vợ người ta đàng hoàng, ta nghe lời chứ. Nó, kiểu đó là người ta đã hướng đến ta học rồi đó, hướng đến ta học rồi đó, nghe chứ không phải giỡn đâu. Nó, nên mấy cô á, đi về chùa mà cứ nghe gì hoài nè, rồi viết đi, nó bào mòn cái tâm mấy cô à, nó bào mòn cái tâm mình hết rồi. Nên những Đức nói từ hôm nay á, chúng ta bữa đó những Đức có nhắc, đúng không? Hai mẹ con đi chung thì kiếm chỗ nào ngồi thì kiếm cho mẹ một cái chỗ ngồi được. Nhưng bạn bè có thân cỡ nào thân, nhưng xuồng ai nấy bơ. Nghe chưa? Nói rồi nghe, tôi nói rồi đó, sửa đi. Tự kiếm xuồng cho mình đi. Thấy không? Vì tự nhiên ai nói được mình cái gì? Tôi kiếm cái chỗ cho tôi, rồi xong. Chị kiếm chỗ cho chị. Nếu tôi với chị đi lượt thì hai người, hai chỗ. Đúng không? Mình đi kiếm nguyên hàng chi à, để người ta ghét mình. Cuối cùng mình đi tu mà bị người ta nhìn ngó, người ta ghét mình được cái gì đâu. Thấy không? Nếu quý vị mà quý như Đức, quý vị ngồi tuốt phía sau mà quý vị nghe những Đức giảng mà quý vị làm theo, đó mới là quý vị quý những Đức. Còn nếu như ngồi phía trước không mà không chịu làm theo thì còn thua người ngồi phía sau. Nó, nên từ nơi đó mà chọn một chỗ cho mình, bản thân mình có quyền chọn cho mình một chỗ. Từ hôm nay không có chị em nào trách quý vị nữa đâu, thầy dạy như vậy rồi. Đúng không? Chứ hồi đó giờ cũng kiếm chỗ cho người ta, mà bây giờ kiếm mình cho mình mà tôi không nói, không làm được. Mấy bà trách nữa. Bà biết bà, không biết ai chứ nha. Bây giờ thầy nói rồi. Hiểu không? Mấy chị thông cảm đi, thầy nói rồi. Thứ bảy đến thì mình kiếm chỗ cho mình thôi à. Không có được kiếm chỗ thứ hai. Nếu như mà có mẹ, có ba thì kiếm cho cha mẹ thì được. Thầy cho ưu ái kiếm cho cha mẹ. Chứ bạn bè, chị em không có kiếm giùm luôn nữa. Em chỉ có cha mẹ thôi. Nên tự mình chọn cái chỗ cho mình ngon lành. Có quyền quyết định cho mình. Hiểu không? Quý vị thấy gì được không quý vị? Ừ. Ai đồng tình đưa tay coi. Rồi để tay đi nghe. Từ hôm nay, bắt đầu từ hôm nay là ngày 28 tháng 5 2023 đưa lại cái quy định mới. Cái quy định này được Hòa Thượng ký tên đó. Hiểu chưa? Đồng ý, ai cũng đồng ý hết trơn, không có mà dành dùm đùm lum la nữa. Trời ơi tao mệt tới ghê. Hiểu không? Tôi khổ quá. Không biết cái kiểu này đi giết đi tu giết đây, mấy bà đi theo tôi không, tôi cũng đi xuống luôn. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó họ bây giờ đưa lên cái quy định này thấy cũng mừng. Hiểu không? Không mà nó nói cũng tội nghiệp. Động viên tinh thần như Đức giảng pháp dữ lắm. Bao nhiêu năm nay cũng nhờ mấy bà vỗ tay mà tôi lên đô luôn. Nhưng thôi bây giờ đến lúc chúng ta phải thành tựu con đường giải thoát rồi. Hiểu chưa? Chứ nếu mà giờ mà thầy cho giảng pháp khi niệm Phật hoài mà cuối cùng thầy cho chạy xuống dưới cái chân chết một, không giảng sanh, mà tôi cũng để như vậy hoài thì lương tâm tôi coi không có được. Tôi vẫn biết điều đó là nó không phải đặc biệt đâu.
nhưng mà chưa đến lúc đủ duyên. Thấy không? Bây giờ đến lúc đủ duyên rồi đó. Bắt đầu chiều nay thứ bảy áp dụng ngay tổ đình hộ pháp. Tổ đình hộ pháp là điểm nóng đó nghe. Thấy không? Xong lớp đại là đạo làm con xong mình lên liền mình kiếm một chỗ. Ha, mình để chai nước suối cho đó. Một chỗ thôi nghe chẹt. Rồi ai đến sau cũng có chỗ hết trơn, hiểu không? À, rồi ai nhận rồi thì thôi. Chứ tuyệt đối mình không có nói trước nói sau gì đâu. Với tôi đâu có dành dùm đâu mà nói tôi tợ. Hiểu không? Mà bữa đó có cái bà đó bà nói một câu mình nói, biết mà. Nghe mấy chú nói lại. Biết mà. Cúng dường nhiều. Ngồi phía trước. Nó là làm bậy ghê. Không có vô đó đâu. Chùa mình không có vậy đâu. Cho chùa mình là cái tình cảm con người quý vị. Mình cũng cảm ơn người ta. Người ta cũng động viên mình. Những đức nói, những đức khi giảng pháp cũng mệt. Nhưng mà nhờ mấy cô hô hài đức cũng khỏe. Hiểu không? Cái tình nghĩa này mình cảm ơn người ta dữ lắm. Nên mình cũng cố gắng nó trợ. Giống như lại Quan Âm mà những đức thấy mà một số các cô mà kế bên những đức họ la quá trời họ hỗ trợ mình. Lại mệt lắm, đâu có giỡn đâu trời. Lại mệt nó chết luôn. Quý vị nói mày bị kế bên mày bị không niệm theo gì chân, đuối, không có lực. Nên từ đó họ cũng hết lòng hết dạ những đức. Nhưng cũng vì cái tình cảm hết lòng hết dạ này mà mình cũng đưa ra một cái chân thật chút. Chứ mình không lẽ để cho người ta vậy hoài. Cả đời người ta tu người ta không có kết quả làm sao. Hiểu chưa? Mình phải nhiệt tình mình nói ra chứ. Nên nó nghe lời những đức đi thì tự nhiên sẽ thấy tự tại dữ lắm. Dù nó ngồi trước giữa hay ngồi bên hông hay ngồi chỗ nào cũng được, mình cũng sẽ có kết quả. Nhưng mà mình có cơ hội mình lên được phía trên thì mình nhào phía trên đi. Có mình mà mình sợ gì? Có cơ hội mình ngồi phía trên, mình đừng có nói nghe pháp mà còn nói bạn bè ngồi kế gì chứ mệt. Mình chỉ cần chú tâm nghe thầy giảng, mình vui háo hức ngay chỗ cái điểm mình nghe thầy giảng. Còn khỏi cần hai bên chi. Gặn nhau có nói chuyện được gì đâu mà ngồi gần chi. Không lẽ bây giờ thầy giảng ở dưới hai bên quay qua quay lại. Chi à, nó có được lợi ích gì đâu. Mình điểm chính là mình nghe thầy giảng rồi mình vỗ tay. Mình vui kệ mình chứ. Rồi người ta vui theo mình vỗ tay, người ta vỗ theo hết trơn á. Rồi tự nhiên ai cũng là bạn đồng tu của mình chứ. Còn nếu không mình chỉ có những người ngồi bên cạnh gần 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 mới quen. Vì thì những người khác là đâu phải bạn đồng tu của mình. Nó thành nghiệp. Thành nghiệp đó nghe. Nên bữa nay mấy cô đi hay mấy cô không đi mà ở nhà nghe trực tiếp á, mình nghe cái quy định đưa ra rồi đó nghe. Rồi cố gắng rồi ra rồi phone cho nhau nói thầy đưa quy định gì vậy vậy đó. À, tin nhắn đồ, bấm tin nhắn đồ chút ra nhắn tin nè. Chút ra là nghe đi, nãy thầy giảng đoạn cuối nghe. Ồ, có nghĩa là tin tức đi nhanh lắm. Điệp viên không thấy. Hiểu không? Nó ở đây chứ đường dây bao la. Hiểu không? Nên từ nơi đó những đức nói vậy đó để cho cuộc đời mình tu có sự thành tựu cuối đời để giảng sanh nha. A Di Đà Phật. Những đức hồi đó quen một người này xuất gia. Ông có chịu niệm Phật. Mà ông đến chơi những đức suốt rồi. Chơi nhà Đức suốt. Nhà Đức hỏi ông vì ông cuối đời ông làm cái gì để ông giải thoát. Thì ông nói một câu: không làm gì chứ. Không có làm gì nhưng ông cũng bị rớt xuống à. Chứ không phải nó nổi ông lên đâu. Cuộc đời con người một là lên hai là xuống. Nếu ông không lên thì ông xuống. Tại vì tất cả những nhân duyên gì chúng ta được nhận trong cuộc đời này đều là có cái cầu đối với mình. Hiểu chưa? Nên ông phải tiến lên thôi. Này, tôi cứ gặp thầy là thầy cứ nói vậy hoài. Là tôi nói vậy đó, sau này thầy già chơi trước tôi, thầy chết trước. Thầy cố gắng thầy nhớ lời của tôi. Thầy già hơn tôi, thầy chết trước tôi. Thì thầy nhớ lời của tôi, khi thầy ở đâu mà thầy gần chết á, thầy cố gắng thầy niệm Phật đi. Để được cái duyên đó mà tái sinh cho nó ngon. Chứ nếu như mà thầy ngậm miệng thì thầy không đọc được, tụng được cái gì chứ.
là thầy tiêu thầy đó, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì ổng đến chơi với mình hoài, mình gặp ổng mình nói chuyện gì đó, mà nói những điều này nhiều người nghe tự nhận thức đi, tự mà được nhắc nhở. Sống trong cuộc đời này chúng ta thiệt thòi nhất là không ai nhắc nhở mình. Đã là mình còn sai mà không được nhắc nhở, đây là thiệt thòi phải không quý vị? Mình còn sai mà mình không ai dám nhắc nhở mình, mình là người thiệt thòi lắm. Nên tôi nói rằng ai nhắc nhở tôi mừng. Tại vì mình muốn là gì cực lạc, người ta nhắc nhở mình mừng. Chứ đừng có nhắc nhở đến mà buồn, đừng có la gầy đến mà buồn. Buồn tôi cho chiếc xuồng ba lá ra biển. Buồn quá tôi cho chiếc xuồng ba lá ra biển là tôi biết rồi đó. Xuồng ba lá mà ra biển tồn tại không? Nó vừa bơi ra giữa biển thôi, nó chìm ngấm chết queo. Tại bạn buồn tôi cho xuồng ba lá. Hiểu không? Vui thì ai cho xuồng ba lá kỳ cục ấy. Ý nói là bạn buồn nên bạn là kẻ cô đơn. Bạn thường buồn dặn người ta là bạn là người cô đơn lắm. Nói mà một con người mà gương mặt không được vui thôi là bạn ít rồi. Chứ đừng nói chi tới buồn. Không được vui gương mặt thôi là bạn bè đã ít rồi. Gặp người không biết chào hỏi là bạn ít rồi, chứ đừng nói chi buồn. Buồn là ít ai chơi với mình lắm. Buồn dặn thì giống như là lửa với khói. Mà có ai thích ôm lửa ôm khói không? Không đâu. Vui thì giống như cái phòng mát là mẻ vậy đó, ai cũng muốn vô. Nên con người mình vui thì ai cũng thích nhào vào, nhớ không? Người mình mà buồn thì ai cũng tránh xa. Xấu đẹp gì không biết, nhưng đừng có mang cái bộ mặt buồn chứ. Mặt buồn là sao? Kỳ cục. Mang bộ mặt buồn mà gặp hô những đức nữa. Nó kỳ dữ lắm luôn. Nên vì không có hô buồn thì còn coi được được, còn gặp mà hô nhận đức mà buồn kỳ lắm. Cái nhân cái quả nó gần kế bên quên. Giống như cái ông này, ông bị bệnh niễn. Niễn gì nè? Cái thằng em trong nhà nó cứ chọc ổng hoài. Nhìn ông thì tôi mắc cười quá. Vì đâu mà đi là niễn niễn kỳ cục ghê. Thì biết rằng là 2-3 năm sau tự nhiên nó ngủ đêm sáng thức dậy, nó bị gì nữa quý vị? Gì luôn vậy, tự nhiên ấy là không được. Nó cười người ta niễn, cuối cùng nó đưa mặt lên trời luôn vậy đó. Ý là dạy cái gì phải không? Mày ngước mặt lên trời xem lại tâm mày. Nó cười chê người ta, thấy không? Nên mình sống trong cuộc đời này mình có chừng mình tạo cái quả báo mình cười chê người ta đó. Người ta bận bộ đồ, người ta mang đôi dép, hay người ta tướng tá gì, người ta trang điểm sao, cười chê người ta mà không dạy người ta là có tội. Thà mình nhắc nhở người ta để lợi ích người ta thì có phước. Mà mình cười chê người ta, mình cười mỉm, mình cười chê người ta, hoặc là ai cái gì đó mình đi ngang mình làm nè. Đó, cái tội này, cái tội phụ nữ nhiều lắm. Cái tội phụ nữ là cái tội mà không vừa bụng ai một cái là gì nè. Mà gặp hô vẫn đứt cái nữa. Tội là tội thấy ghê. Mấy bà phải không? Mấy bà ưa là cứ gì nè. Cái gì mà không vừa lòng, không vừa ý một cái là thôi đừng có đụng tới người ta không? Ghê lắm. Nó cái lương tâm bên trong ghê lắm, chứ không phải là bên ngoài vậy, chứ cái tâm còn kinh ở trong á. Bắt đầu ngồi chỉ trỏ người ta, nói này nói kia người ta. Đó là cái không phải là góp ý, mà đó là một cái tâm gọi là ác ý. Nó không phải góp ý mà đi ác ý. Có một cái cô bé có vô chùa, lời xưa ngoài đời cũng ăn chơi, giờ có vô chùa có tu luôn ở dưới hộ pháp.
cái đầu bị gì mà cái thẹo dài thọn, tay thì xăm tùm lum. Vô gặp những đức hỏi thầy, thì nhìn con thầy dám nhận con không? Những đức nói quỷ tôi cũng dám nhận nữa, cũng được. Cô là cái gì mà tôi không dám nhận cô? Lấy cái dao cắt thịt cái có chảy máu không? Tôi mà cắt thịt cô mà chảy máu trắng tôi cũng nhận, đừng nói chứ máu đỏ hay chứ. Không có gì mà không dám nhận hết chứ. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Mình mẩy xăm tùm lum, tay chân đồ tứ tung lang tang, nói dạ thưa thầy, con trong chùa con tu mà tay chân con xăm tùm lum chứ con bưng đồ ăn cho ta ăn. Con ngại. Những đức nói có gì đâu mà ngại. Xăm mình không phải là ác, xăm mình không phải là hung dữ, xăm mình không phải là xấu. Thấy không? Nhưng cái xấu của bạn là thiếu góc độ. Chứ bạn xăm mình bạn không có xấu, mà bạn thiếu góc độ nên bạn mới đi xăm mình. Nhà đức nói với cô đó chứ nhà đức không nói ai nghe. Nói chị với cô đó giờ kể lại nguyên văn cái bị nghe chơi vậy đó, để cho những người chuẩn bị đi xăm mình tính lại. À, tính lại. Xong nhà đức mới hỏi cô đó, tôi hỏi cô là động cơ nào thúc đẩy cô đi xăm mình? Thầy nói sao ghê quá, động cơ đồ ghê quá. Tôi nói thích tôi nói gì đó được không? Hỏi cô động cơ nào thúc đẩy cô đi xăm mình. Nó là vì mua đen, vì muốn da dẻ mình là dân chơ, chứ mình thứ dữ một chút. Thì những đức nói ba điểm đó trong Phật pháp dạy cô có thể thành công vì ba mảng đó mà không cần xăm mình. Cô chỉ cần muốn mình là một người được bạn bè quý trọng kính mến thì là dân chơ. Được bạn bè quý trọng kính mến là dân chơ chứ gì. Ai đi đâu người ta cũng kính mình chân là dân chơ chứ gì. Thì cái đầu tiên là phải chơi làm sao có tình có nghĩa, đừng có dối gạt người ta. Là bạn bè kính mến à, cả thiện ác gì cũng kính mến chứ. À, giống như Tào Tháo ác vậy đó. Mà Tào Tháo lại phái quan trường vì ông trung nghĩa. Tào Tháo đi tiểu nhân nhưng mà lại thích quan trường vì quan trường trung nghĩa, hiểu không? Nên tại sao mà giang hồ xã hội đen người ta thờ quan trường? Cái chỗ người ta ngồi là thường là có quan trường đứng. Vì sao? Vì người ta muốn nhắc anh em là phải trung nghĩa, đúng không? Trung nghĩa. Chơi với tình bạn phải chung và phải có nghĩa tình. Đừng có thay đổi bằng vật chất. Vì thì người ta tiếp nhận. Rồi đối với cha mẹ mình đàng hoàng, mình đi đến đâu mình đúng nghĩa đến đó. Mình đi đến cái cuộc chơi đó mình chơi được. Mình về với cha mẹ mình hiếu kính cha mẹ. Mình đi vô chùa thì mình biết lại Phật. Có người như vậy thì là thứ dữ rồi, đâu cần sắm mình. Một ngày nào mình lỡ thất thế xa cơ, mình phát lên mình bộ đồ nào nó cũng không có ra vẻ gì trở ngại. Còn bây giờ mình có tiền, mình có điều kiện, mình sắm tay sắm chân, thì bây giờ mình có điều kiện không ai nói. Nhưng mà một ngày nào mình thất thế xa cơ, mình nghèo, mình đi làm, mình đâu có giữ đâu. Mà tự nhiên người ta nhìn hình xăm của mình, ta nói đây văn thứ dữ, tôi không dám nhận. Hay hoặc là ta sợ văn tù tội gì, không dám nhận. Tự nhiên cái hình thức đó hại mình. Nên tôi khuyên những người chuẩn bị đi xăm mình đừng nên xăm mình. Hiểu chưa? Vì nó không có lợi ích gì cho bạn hết chứ nha. Nếu như bạn muốn làm thứ dữ, bạn muốn làm văn chơi thứ thiệt, thì bạn hãy học đạo nghĩa đi. Bạn chơi với bạn bè có tình có nghĩa đi, thì người ta kính bạn, người ta theo bạn ào ào vậy đó. Còn bạn mà chơi tiểu nhân thì người ta cũng dứt bạn à. Không, người này dứt cũng người kia dứt bạn à. Bạn phải chơi quân tử. Bạn muốn làm người thứ dữ thì phải chơi quân tử. Mà đã là người quân tử rồi thì nơi nào ăn thì ra ăn, còn nơi nào cúng thì ra cúng. Còn mình mà chơi mà gọi là tiểu nhân, đụng đâu cũng ăn tạp, thì cái kiểu đó là ai mà kính mình. Nên muốn làm văn chơi thứ thiệt thì phải học quân tử. Mà quý vị coi có người quân tử nào mà chửi cha mắng mẹ không? Quý vị đi coi thử coi, đọc lịch sử hết đi, có quân tử nào chửi cha mắng mẹ không? Cha mẹ ở nhà không có ăn, còn mình đi làm mình lo chơi bờ,
Vì mình văn chơi gì kỳ cục ý, hiểu không? Cái này quý vị nên nghe đi. Nó không, mấy cái điều tôi nói mắc cười lắm mà nó nghe để ý, gác chân lên chán mới hiểu chuyện đâu. Nên bây giờ người ta theo cái mốt của người ta, nhưng mà cái mốt này sau này trở ngại, trở ngại với cái cô vô chùa là rõ ràng đó chứ. Nhiều cô trong chùa nó thôi thôi con không dám chơi cô đó, nhìn cô đó sợ quá. Nó không sao đâu, nhìn mặt chứ hiền, nó xăm mình đó chứ nó có làm gì đâu mà sợ. Nó thấy không, thấy bị, thấy người ta sợ mình, thấy chưa? Phải có thời gian ta mới tiếp nhận mình đó. Đừng nên làm cái điều đó làm chi, hãy giữ bản thân mình da thịt cho trắng trẻo đàng hoàng đi, nhìn mình thấy thương. Nên từ nơi đó quý vị thấy cái giáo dục của trong Phật pháp hay không, góc độ sâu hơn chứ. Nên quý vị mà được nghe Phật pháp với góc độ nó sâu hơn. Nếu như bây giờ mà nhận đức, mà bây giờ lúc này mà nói ông thầy giảng pháp mà đưa tay lên hình con vịt tao được chưa, ai xăm con gì, xăm con vịt được không? Đi đâu cũng cạp, lúc nào mà thiếu lúa thiếu gạo là cạp, xăm con vịt là có ý đó, đó. Hiểu không? Bên đây con vịt, bên đây con thỏ. Ý tôi muốn nói cho các bạn biết, tôi mà nhìn mặt mày chứ nhát lắm. Hiểu không? Nên từ nữa đó. Vì quý vị coi đưa tay đưa chân lên, mình xăm tùm lum lá. Hiểu không? Ta vừa gặp phản cảm. Nhờ người xưa ăn chơi nhưng không xăm. Biết sao? Sợ kim. Sợ kim đâm vô tay. Từ nhỏ tới lớn không có chích thuốc. Vì biết sao? Tôi kỳ lắm, tôi rất sợ cái kim. Những đức ngộ ghê, nhìn thì nhìn dữ dằn vậy mà sợ những cái thứ nhỏ nhất không. Một là sợ kim, hai là sợ chuột mới đẻ. Hai cái thứ này tôi sợ nhất trong cuộc đời tôi luôn. Kim và chuột mới đẻ. Tàu ô có một lần đó mà thấy bên Trung Quốc mà mấy con nhỏ con gái mà nó bỏ chuột mới đẻ lên trên cái dĩa nó gấp nó ăn á. Chuột con nó bỏ vô miệng nó nhai nó nuốt. Nó ăn sống vậy đó. Không cần luộc cũng gì chứ. Những đức nhìn một cái 3 ngày không ăn cơm nổi. Sợ đến cái mức mà kinh khủng. Bằng đêm cứ ám ảnh nghĩ tới chuột hoài. Nên mỗi lần cái chỗ nào những đức ngủ mà mền gói thì những đức coi có chuột vui vô không. Sợ nhất là chuột mới đẻ với cây kim chích thuốc. Sợ kim chích thuốc ghê lắm, không biết sao kỳ cục vậy đó. Biết sao mình mà gán gì mà gán kỳ cục. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết con người nó có khuyết điểm đó quý vị. Nó vẫn có, mỗi chúng ta đều có đó. Nên những đức nói với quý vị nghe rằng là người này còn nhiều điều sai quấy, tính tình hẹp hòi ích kỷ, buồn giận hận trách, niệm Phật giảng sanh không. Vị nhớ đại sư Ngẫu Ích ngài nói một câu rằng người niệm Phật giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Nhưng đặc biệt cái chỗ mà người niệm Phật chúng ta thì mình mỗi ngày mình niệm Phật gọi là niệm vô lượng trí tuệ. Mà đã là mình niệm vô lượng trí tuệ vậy thì mình sống dại chi mà đi buồn giận người khác. Đúng không? Vì buồn giận người khác khổ mình. Tín nguyện niệm Phật thì giảng sanh, dù bạn còn tập khí. Nhưng mà mình là người tu, mình dẹp tập khí vẫn là hay. Để người ta nhìn mình mà ta muốn tu. Ví dụ như Phật rước con mình mà nhiều người mắc tính tâm vì mình, vậy thì Phật rước mình về đó, khi mình gặp Phật thấy hổ thẹn. Tại vì mình về cực lạc mà không làm tấm gương cho người khác nhìn, để người ta học theo, để người ta kính trọng Phật pháp, để người ta phát tâm, người ta tu.
Mình thì tính nguyện rồi mà mình lại còn giữ nhiều tập khí làm chi vậy? Thấy không? Nên cái chỗ á, niệm Phật mà tính nguyện thì chắc chắn là sẽ được giáng sanh, dù là còn tập khí. Nhưng người mà gầy dựng tính nguyện để muốn sanh cực lạc thì chắc chắn không có tập khí. Chắc chắn. Thì nhờ công đức niệm Phật mà nó chuyển nghiệp. Nhờ công đức niệm Phật mà chuyển nghiệp rồi. Chứ nếu như cái người mà còn nhiều tập khí thì sao tính nguyện niệm Phật? Đó. Nó quá nhiều tập khí, nó bị lắng áp. Ở đâu mà tính nguyện niệm Phật nữa, mà được giáng sanh? Cái người nhiều tập khí, ví dụ như tham lam nặng nề, chấp nhất rồi buồn giận, hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn, cái tâm này nó đầy hết trơn, nó ép cái tính nguyện của mình. Con người đó sao mà tính nguyện? Nên con người mà đã là tính nguyện thì chắc chắn là những cái thứ kia nó tự biến mất. Nó ép mấy thứ kia bay mất dép hết. Đấy không? À. Nên cái cách giảng của tổ sư đặc sắc có cái là cho mình cơ hội để mình đi vào. Khi đi vào rồi tự biết. Đi vào cái chuyện niệm Phật rồi tự biết à. Nên mình là người thông minh mà. Người niệm Phật là chắc chắn là thông minh chứ không có khờ. Như Hòa Thượng Hải Hiền á, Ngài nói Ngài không biết chữ nào chứ mà Ngài đâu có dạy gì đi dặn người ta. Dặn người ta là khờ dại. Vì dặn người ta là khổ mình mà. Hiểu không? Nó... Nên sống trong cuộc đời này thì nó đều có sự đấu tranh. Mọi mặt nó đều có sự đấu tranh. Tu không tu cũng có đấu tranh. Mà bạn đấu tranh vì mục tiêu gì? Ví dụ như mình không biết tu, mình đấu tranh vì một gia đình mình, vợ con mình thôi. Cả đời mình không biết đủ, mình đấu tranh vì một gia đình nhỏ. Còn nếu như mà bạn học Phật rồi mà bạn có sự đấu tranh vì mọi người. Vì thấy từ xưa tới nay bao nhiêu người yêu nước người ta cũng đấu tranh. Nó đấu tranh vì độc lập tự do cho mọi người chứ không phải cho cá nhân người ta. Đúng không? Nó cũng là một lý tưởng mà. Nên con người sống nó có cái đấu tranh. Nhưng bạn đấu tranh vì mục tiêu gì mới là cái quan trọng. Đúng không? À, lý tưởng mà. Nên từ nơi đó mà mọi người tự nhận thức. Mình học Phật nó đều có cái thời gian để bào mòn. Niệm Phật là nhất định phải bào. Mà bào thì thế nào cũng mòn. Chắc chắn luôn. Tùy bạn muốn mòn mau mòn chậm. Giống như cục đá mài dao vậy thôi. Bạn cứ mài từ từ. Thấy cục đá nó vẫn còn mà sao từ từ nó gãy ngang. Còn chút xíu. Có phải không? Nhà mình mài dao thấy rõ ràng. Mài từ 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 cục đá gãy ngang là mài. Nó... Nên người ta nói người làm thiện như một vườn cỏ xanh thì thấy không lên nhưng mà càng ngày càng tươi tốt. Người làm ác cũng như đá mài dao thì không thấy mòn nhưng càng ngày càng mòn mỏi. Đúng không? Nên á, mình đã học đạo rồi thì mình mang cái tâm mình cho nó thoải mái. Mà buồn giận thì không có thoải mái. Thì hỏi những đức, thầy bây giờ thầy còn cảm thấy nhìn mặt ai mà thấy bực bội tức không? Nó tức làm chi vậy? Thương vẫn là ngon hơn tức. Đức Phật mà Ngài bình yên, Ngài đi đâu thì cũng cảm thấy bình yên là vì Ngài không có ghét ai. Cái gì Ngài cũng niệm niệm vì người ta nên Ngài mới tự tại. Còn mình có cái ghét nên mình phiền não. À, nhưng mà thôi cố gắng. Còn ghét thì cứ ghét. Tại vì đó là tạp khí mà. Thấy không? Như là ngược lại lương tâm cũng không được. Thà ghét thì ghét chứ đừng có dở dở ương ương. Nửa ghét nửa thương. Khổ mình lắm. Thà ghét thì ghét cho tớ luôn. Rồi xong thấy nó không được kết quả gì thì thương. Có nhiều người người ta ghét ghét dữ lắm nhưng mà gây thương thương cũng dữ lắm quý vị. Có không? Có. Có người thương. Có những người thì chúng ta sống trong cuộc đời lạ lắm. Có khi thương trước ghét sau. Có khi thì ghét trước thương sau. Vì những đứa hỏi quý vị là thích thương trước hay thích ghét trước? Ghét trước.
ghét trước để làm chi biết không? Để tạo cho mình một lực lượng mạnh, có sự đối đầu mạnh mà mình vẫn duy trì. Khi được thương cái nữa thì giống giống hổ mọc thêm cánh. Giống như có những đứa con bị gầy la chửi mắng đánh đập, nhưng mà sau này đứa con này lại trưởng thành, lại tồn tại bền bỉ vô cùng đó. Nhưng mà có những đứa con ban đầu được thương yêu chiều chuộng nâng niu, nhưng mà sau này khi mà đứa con này gặp quả tai gì là lãnh đủ, đúng không? Nên nhìn nhận, nên sống trong cõi đời này, thà ban đầu gặp nhau người ta thẳng với mình đi, để cho mình hiểu được nguyên lý của nó. Rồi từ từ mới phô bày cái tình thương, thì lúc đó trời nó hấp dẫn gì đâu. Quá hấp dẫn, đúng quý vị? Chứ ban đầu mà vừa gặp mà đưa mồi đồ ngon quá, nên nó giống như mình đi câu cá đi, mình đưa cục mồi con cá nó không nhìn lưỡi câu, nó nhìn mồi không à, nên nhào vô dứt cục mồi ghít lên cái tét miệng. Thấy không? Tại mày ham mồi mà không nhìn rõ ràng trong mồi có độc nó. Nên con người sống trong cuộc đời này có khi ngọt ngào nhưng nó lại là độc dược, có những cái thẳng thắn nhưng nó lại là cam lồ. Nên mọi người tự nhận thức mình là người niệm Phật phải thông minh. Chắc chắn là vì là người thông minh, đã là người thông minh thì không có mang tâm hận ai. Hận ai là mình khổ. Giống như hận ghét người, giống như phun nước miếng lên chờ, nước miếng chưa chúng chờ mà quay chúng lỗ mũi mình. Chúng lỗ mũi mới nguy hiểm, đúng không quý vị? Nên mình học Phật á, tổ sư dạy mình tin sâu nhân quả. Vì sao? Vì sao tổ sư kêu mình tin sâu nhân quả? Vì người mà tin sâu nhân quả thì không có đi buồn ái. Bạn trồng hạt dưa thì bạn sẽ có trái dưa ăn thôi. Thì bạn tin sâu nhân quả nó chuyển biến. Bạn thấy quả sẽ biết nhân. Bạn nhìn nhân biết quả. Cuộc đời chúng ta đến đây là quả. Bây giờ được thương thì trồng nhân thương, bị ghét là trồng nhân ghét. Có cái thương và ghét nó lẫn lộn nằm bên trong, nó từng đoạn. Đoạn này mình gieo nhân thương thì mình hưởng quả thương, đoạn này mình gieo nhân ác thì mình chịu quả ác. Có nghĩa là nhân thiện ác nó lẫn lộn từng đoạn đường. Thương người ta lâu là nhân, thì người ta thương mình lâu là quả. Thương người ta ít là nhân, người ta thương mình ít là quả. Hận người ta ít thì mình gặp quả hận ít. Còn nếu hận người ta lâu, mình gặp quả hận lâu. Cái nhân cái quả quý vị thấy không? Nên nếu Đức Phật mà không nói về nhân quả thì con người chúng ta giảng nhân quả giảng không có bờ mé. Vì cái kiếp nhân sinh tội lỗi này nó nhiều quá, mình nói không biết chừng nào hết về cái tội lỗi của con người. Nhưng Phật rất có trí tuệ, Phật nói các con hãy tin sâu nhân quả đi. Một câu tin sâu nhân quả nó bao gồm tất cả cái nhân sinh cuộc sống của chúng ta luôn. Trường hợp nào cũng là tin sâu nhân quả đi. Nếu không có nhân là không bao giờ có quả đó đâu. Trong cuộc đời bạn gặp chồng, gặp vợ, gặp con toàn là nhân quả. Nó mới nói là thuận duyên, nghịch duyên, đòi nợ trả nợ. Nó không thuận thì nó nghịch, nó không đòi thì nó trả. Nguyên lý đó là như vậy. Đến với cuộc đời là như vậy. Bạn bè đến nhau cũng vậy luôn, hiểu không? Bạn bè đến nhau cũng vậy. Nên những đứa có mấy anh em cùng một thời đi tu chung, mấy ông đi một vòng bên ngoài, bây giờ gặp lại ông nào ông nấy cách nay mấy bữa lỡ gặp thăm những đức, ngủ những đức. Ở đây có bia không? Những đức nói bia khu vực này có. Muốn uống hả? Muốn. Ra quán bia uống. Chứ chùa thì không có. Nói chuyện chút hỏi có thuốc lá không? Như Đức nói ngoài tiệm có.
cái chùa không có. Xong Nhân Đức nói anh em tu thời gian lâu thấy công phu cũng được ghê, bữa nay mà dám ra quán ngồi uống bia luôn hả? À, gàn ghê ha. Chứ tôi nhát vô đó sao nhát kỳ cục. Hồi xưa tôi chuyên gia ra quán bia ngồi uống, hồi xưa chưa đi tu, nhưng bây giờ ra quán bia không dám. Sao thấy mắc cỡ quá, kỳ quá. Rồi tôi thấy mấy anh em càng tu mà càng gan thiệt, đứng trước mọi người mà hút thuốc hay ghê á. Chứ tôi vụ gì với vụ đó nhát. Nhưng mà tôi lại Quan Âm 2000 lại là tôi chơi á, tôi chơi thiệt á. Tôi hướng dẫn người tu là tôi chơi thiệt á. Tôi tổ chức người mù 4-5 ngàn người là tôi làm thiệt á. Nhưng mà kêu bây giờ kêu tôi cầm chai bia mà uống bia mà chơi là tôi sao tự nhiên sao giờ tôi nhát quá trời. Vụ này không dám. Hỏi gì sao kỳ vậy? Uống bia có gì đâu, gì đâu mà sợ mà nhát chứ. Hút điếu thuốc cũng giết ai đâu sợ. Nói đi là uống bia hút thuốc nó không có giết ai chứ. Nhưng cái hành động đó là những cái hành động mà thế gian người ta dùng. Còn mình đã vô chùa mình tu rồi mà mình dùng vậy thấy nó kỳ quá. Nó, ngày xưa thì sao cũng được, nhưng bây giờ thì thấy nó kỳ. Tại bây giờ thấy nó thèm khát gì cái chuyện làm thiện, thèm khát gì tu nhân tích đức, thích hơn. Còn mấy anh em thì thích cái môn này tùy mấy anh em. Nhưng mà lúc này ở đâu này, người tự tại mà không cần ở đâu. Vì Nhân Đức hỏi chắc mỗi lần ngủ vậy leo đoạn cây ngủ. Tôi thấy mấy ông cũng giỏi ghê, tu viết làm chim luôn. Thì Nhân Đức nói vậy kệ, Nhân Đức là chim bay về núi để dành ngày sau. Hỏi để dành cái gì? Để dành bị chiên xù. Nên Nhân Đức nói rằng những người tu hành của chúng ta phải tin nhân tin quả nghe. Nên Nhân Đức nói với mấy anh em đó, mấy anh em huynh đệ của Nhân Đức, Nhân Đức nói mấy ổng thôi chứ không nói ai chứ, mà kể cho vị nghe chơi vậy. Nhân Đức nói mấy anh em nhớ nè, từ khi mấy anh em đi tu tới giờ mấy anh em làm cái gì được lợi ích cho người ta? Rồi mỗi ngày mấy anh em ăn cơm ai cho? Có người cúng. Ủa, người ta cúng mấy anh em bộ không có cái cò gì trong đó chứ hả? Cò gì? Tao cúng phải có cầu chứ. Ta cúng mấy anh em, tôi nói mấy anh em mà tôi quen thôi nghe, tự ai nghe suy nghĩ. Nhân Đức hỏi mấy anh em, Nhân Đức nói là người ta cúng cho mấy anh em bộ người ta không có cái cầu hả? Tôi đây nè, người ta đưa tiền tôi làm việc này việc kia, tôi còn chia bớt ra để cái cầu nó chia ra, để mỗi người chia bớt cái cầu. Tôi không dạy gì, tôi ôm mình tôi ăn để tôi bị một mình tôi trả đâu. Tôi chia ra hết để mọi người chút chút, tôi cũng nhẹ bớt một chút. Tại vì người ta đưa tôi người ta có cái cầu, chứ người ta đâu có được không. Ví dụ như người ta cho ăn mày thì người ta không cần cầu gì, thấy mình khổ quá nằm lê lết què sụi thì người ta cho ăn. Người ta cầu cái gì từ người ăn mày? Nhưng mình ngon quá, nhìn tướng tá được. Đúng không? Khi gặp mà còn lỡ đưa đầu cho vuốt đồ ngon lành mà mình là dạng cao thủ thì người ta cầu. Đã là cầu như vậy thì người ta đưa cho mình mới lãnh trách nhiệm cầu. Cầu an hoặc cầu xíu, cầu này cầu kia tùm lum. Mà nếu cả đời mình chỉ là dùng cho cá nhân mà không làm được việc gì lợi ích, vậy thì gán chịu nghe anh em. Cẩn thận anh em ơi. Cẩn thận các anh em ơi. Đời chúng ta mấy chục năm ngắn ngủi các anh em à. Các anh em hãy suy nghĩ kỹ con đường này của mình đi đi nghe các anh em. Ai gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Nhưng mà chúng ta nếu gieo cái nhân của tam đồ thì khổ lắm anh em ơi. Không phải đơn giản đâu. Nói cái tiếng tam đồ ác đạo thì đơn giản, nhưng mà nó vô rồi không đơn giản đâu. Vô rồi khổ lắm. Nên người ta cư sĩ, người ta có thể làm ta ăn, nhưng người ta đưa cho mình làm ta cầu. Nếu mình làm mà đúng thì cái cầu người ta sẽ có lợi ích. Tôi mỗi ngày tôi cũng tiêu cơm cháo. Bằng cách nào?
tôi giảng pháp chứ bị nghe khô hơi cạn tiếng đó. Mỗi ngày tôi giảng pháp hướng dẫn tu quá trời luôn đó. Nên làm việc cả ngày gì chắc tôi nghĩ chắc ngày ba chén cơm chắc cũng được. Được không quý vị? Đó. Đúng không? Nên những đức nói mấy anh em đó, những đức nói cẩn thận mấy anh em. Trong cuộc đời này không có gì bỗng không đâu mấy anh em. Ngoài đời mình là một người nữ có được chút, người ta tặng mình món quà là mình phải trả lại cái gì. Ban đầu tặng thì chưa đòi, nhưng tặng vài lần sau phải đòi. Hiểu không? Đòi mà không cho thì phải tìm mọi cách để làm sao cho. Phải tăng lên, tăng lên, tăng từ từ lên để phải cho mới được. Đúng không? Nên từ nơi đó cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Nên mình đừng có bao giờ nghĩ nó trên trời rớt xuống. Còn nếu không thì phước trong mạng mình phải bỏ ra mà dùng. Khi hết phước rồi thì mình te tu tả tơ. Nên pháp môn Tịnh Độ mới nói rằng bạn còn tạp khí nhưng bạn tín nguyện niệm Phật vẫn được vãng sanh. Đó là cho chúng ta cơ hội để niệm Phật đó. Cho chúng ta cơ hội để niệm Phật đó. Nếu như mình mà không niệm Phật luôn thì quý vị nghĩ bây giờ còn đường nào cứu mình đây. Nên Phật Bồ Tát mới từ bi cho mình cơ hội. Khi mình niệm rồi thì mình nhắc mình, mình niệm Phật muốn sanh cực lạc mà mình đi buồn giận hẳn trách người ta làm chi hả? Nó nhắc mình vậy đó. Lúc niệm Phật á, nó tự tánh Phật nó phát triển. Mà tự tánh Phật nó phát triển rồi nó nhắc mình, mình đi làm những điều đó làm chi hả? Còn nếu không niệm Phật đi, cái tạp khí nó áp mình luôn à. Chúng ta đâu có cơ hội để phát lên. Nên niệm Phật đã muốn sanh cực lạc, thật sự muốn sanh cực lạc, thì nghiệp chướng gì nó cũng sẽ tiêu thôi. Đó là cái cơ hội cho chúng ta đó. Nên bây giờ mình thấy mình là mình thấy mình tạo nghiệp không rồi, không có phương hướng gì giải thoát được rồi. Vì bám pháp môn Tịnh Độ này cho chắc, bám pháp môn Tịnh Độ này cho chắc liền, đừng có buông ra. Buông pháp môn Tịnh Độ này, pháp nào cứu mình đây? Mình vô không nổi. Nên anh em huynh đệ đến chùa tu cũng đông. Mỗi người nên nhận thức đi nghe. Những đức nói bản thân những đức, mỗi ngày nhắc mình. Một hạt gạo nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo mang long, đội sừng mà đền. Nhớ đó. Nên tôi đến đây tôi cũng cố gắng làm được cái gì đối với con người, tôi sẽ hết lòng tôi làm. Nên lo cho chúng rồi quá trời, làm bao nhiêu việc. Mỗi tháng tôi còn ki cỡm, thấy hòa thượng xây chùa là tôi kết duyên liền. Cứ thấy hòa thượng xây chùa kết duyên liền. Tôi nói từ hôm nay tới cuối đời tôi là gì? Tôi kết duyên xây chùa. Chứ tôi không có tiền cho nữa, tôi cũng khuyên người cúng dường cho xây chùa. Tại tôi mong những đời kiếp tôi trở lại tới thế gian này nữa, vừa độ sanh có duyên với con người mà tôi lại có duyên xây chùa luôn, để nó tiện cái bề độ sanh, tiện bề độ sanh. Mà thấy ai xây chùa thọ tượng đúc chuông cứ kết cái duyên đó đi. Tại nó không phải là duyên ngắn đâu. Vì cái mảnh đất đó đang xây lên ngôi Dạ Lam là mảnh đất đó đã có duyên lời kinh tiếng kệ. Là nhiều đời nhiều kiếp mảnh đất đó cũng tiếp tục sẽ xây chùa nữa. Nhưng mảnh đất này mà mọc lên ngôi chùa nó đâu phải đơn giản. Mảnh đất này phải là mảnh đất chùa chiền của nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ nó mới mọc lên ngôi chùa này mà lại nhiều người về tu. Nên từ nơi đó mà mình phải gieo cái nhân duyên. Cái nơi mà mảnh đất mà mọc lên ngôi Dạ Lam, đi ngang gặp người ta xây chùa, đồng cắt bỏ vào cúng dường Tam Bảo, kết cái duyên có ngôi Dạ Lam nữa đó. Đi đâu cũng nên có cái tâm đó đó. Kết duyên thì nó có quả, nhân quả là duyên quả đó. Nên từ nơi đó mà bản thân mình bây giờ ngồi ở đâu, gặp ai đều là do nhân quả. Mà gặp thượng gặp nghịch đều là do nhân quả. Mình phải tin chỗ này. Mình đã tin rồi nhưng mà mình làm chưa có được. Tin
nhưng làm chưa được. Vậy thì sao? Thì cố gắng mà tin rồi từ từ làm được. Nên mỗi người mình được nghe pháp là may mắn lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Mình nghe nhắc nhở gì cái tâm của mình nó rửa tâm á, nó rửa tâm. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Điều kiếp và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức và những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện tất cả chư vị đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tí Phật tự cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập ưng nhất tiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chúng ngà kim tí như cung, nhất tí hộ tình cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà bả việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà bả việt nhật ra hồng, bà bả việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, tại nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta về chùa tuần nào cũng được làm lễ phóng sanh, nên những đức thường dạy các cháu nhỏ là các con muốn có sức khỏe, tuổi thọ kéo dài thì phải không sát sanh. Từ con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết, nhớ. Giống như mình biết đau, nó cũng biết đau. Nên vô chùa được ăn chay trong dịp hè, rồi được dự lễ phóng sanh, được niệm Phật. Nên các con về nhà ngoan, tập làm sao mà mình biết nghe lời, tập là nói thật, không nói lời giả dối. Rồi tập không có tham lam của cải của ai, rồi tập có lễ kính, thì tức khắc các con sẽ có phước báo, các con thành công. Nên bữa đó những đức gặp hai thằng nhỏ, nó vượt con gắn mối, nó lấy cái chân nó đá gắn mối lộn mèo, xong nó lấy đôi dép nó liền gắn mối. Xong rồi những đức hỏi, nếu như con là mà bây giờ những đức đá con, những đức con chịu không? Nó nói dạ không. Những đức lấy dép liền con chịu? Nó nói không. Vậy thì con liền nó cũng đâu chịu đâu. Vậy từ hôm nay con còn làm gì nó không? Nó dạ con không dám nữa thầy. Nên nít mình phải dạy cho nó. Nếu không mà nó lấy cây nó đập con vật đồ này kia, nó cũng là tạo cái nghiệp chứ. Nên cái nghiệp của sát sanh là bệnh hoạn rồi chết yểu. Nên các con phải tập ăn chay phóng sanh, đó là công đức rất là lớn. Nên chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng luôn luôn an lạc nha.